Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, được lộc tổ tiên, hút cạn lộc trời, đắc tài phú quý, tay ôm 100 tỷ, tuổi già an nhàn hưởng phúc lớn. Khi xem lá số tử vi của 12 con giáp tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 thì thấy rằng con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960 suốt thời gian qua đã vô cùng đen đủi, làm ăn chẳng được thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc thì cứ ra đi mãi chẳng thấy về, nhìn đâu cũng thấy việc cần đến tiền, thiếu trước hụt sau, nợ nần chất đống, không biết còn có thể gắng gượng đến bao giờ. Nhưng theo lời tiên tri chính xác của thần đồng tiên tri Ấn Độ, ngay khi bước vào tháng 11 âm lịch, con giáp này sẽ được hưởng phúc lộc trời ban, các tinh cao chiếu thẳng mặt, nhờ đó mà vận trình vô cùng hanh thông, làm ăn gấp 5, gấp 10, tiền tài cứ thế mà ào ào đổ vào túi, xây nhà to, sắm xe xịn, tậu thêm đất, trúng số liên tục, đổi đời đại gia, khiến thiên hạ đỏ mắt phát thèm. Tổng quan tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 là tuổi con chuột, năm sinh âm lịch Canh Tý, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, đất trên vách. Mệnh nam, cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Mệnh nữ, cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Canh Tý được Phật Bồ Tát Thế Chí ban phúc, Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật Thiên Thủ Quan Âm bảo hộ. Là người coi trọng an nhàn, cả đời tài lộc không thiếu, mọi việc đều thuận lợi, gặp hung quá cát, quý nhân phù trợ, nữ thì hưng dượng, là mệnh âm gia. Loại chuột này trưởng thành sớm, giới họ, hạnh phúc và sự hài lòng được tìm kiếm theo trình tự, trật tự và sự an toàn, họ sẽ cố gắng để phát huy những điểm mạnh của mình và để được công nhận tài năng. Họ rất thực tế và không chạy theo những giấc mơ diễn dông. Họ thích duy trì mối quan hệ tốt với tất cả mọi người và thích làm việc ở một nơi hoặc một công việc lâu dài, mà ở đó họ có những người bạn trung thành. Họ luôn tập trung vào từng việc một lúc và rất cẩn thận, kỹ lưỡng trong công việc. Ở một mặt khác, họ có thể quá chú tâm tới thành quả, tự cho mình là đúng và không nhẫn nại với người khác, đặc biệt khi họ quá nôn nóng để hoàn thành mọi việc theo đúng tiêu chuẩn của mình. Họ rất quan tâm tới danh tiếng và thể diện của mình, nhưng nhiệt tình và bảo vệ những người mình thương yêu. Họ có tiêu chuẩn vật chất cao và luôn so sánh mức độ thành công của mình với đồng nghiệp. Người này cũng có thể trở nên quá thực dụng và keo kiệt về tiền bạc. Họ không bao giờ chơi trò may rủi và hiếm khi chớp lấy cơ hội. Kết quả là vận mệnh của người này tiến triển chậm nhưng mà chắc. Canh Tý tuân theo các quy tắc và tiêu chuẩn hoạt động và mong đợi những người làm việc cùng cũng tuân theo tiêu chuẩn như vậy. Màu hợp với tuổi Canh Tý là màu đỏ, vàng. Màu khắc với tuổi Canh Tý là màu xanh. Tính cách tuổi Canh Tý. Một trong những tính cách dễ nhận thấy của tuổi Canh Tý đó là sự ổn định. Ổn định này bao gồm nguyên tắc, lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc. Tâm lý của họ luôn bền vững, luôn luôn nghĩ điều tốt, làm việc thiện, yêu ghét đều phân minh, rõ ràng. Người tuổi Canh Tý có lối sống, đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự, giới họ việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ, là hành động tự giác. Họ vui vẻ làm điều đó và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon,
luôn bị giày dò, hối hận. Người tuổi Canh Tý là những người rất cứng rắn, sự kiên cường can đảm của họ hướng tới cố thủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Đặc điểm này của họ giống với sao Liêm Trinh trong Tử Vi. Trong sách Tử Vi Đổ Số, viết về sao Liêm Trinh có một hình ảnh minh họa, đó là một người bị nhốt trong bốn bức tường. Ý nghĩa của nó bao gồm pháp luật nghiêm minh, phạm tội tất bị bắt, hoặc bảo vệ phòng thủ đến mức tiêu cực, chỉ ở trong nhà để giữ gìn sự an toàn. Có một điều khác biệt, đó là Liêm Trinh nóng tính, còn Canh Tý thì đôn hậu, ôn hòa. Liêm Trinh đào hoa, giỏi văn nghệ, còn Canh Tý giỏi quản lý và nghiêm túc. Người tuổi Canh Tý có nhân sinh quan cống hiến, luôn vì lợi ích của những người khác không biết mệt mỏi. Để làm được điều đó thì họ thường xuyên rèn luyện trau dồi không ngừng. Người tuổi Canh Tý nên suy nghĩ thực tế, giàu chí tiến thủ. Họ siêng năng làm việc, phấn đấu vì công danh, tài lộc. Con số hợp với tuổi Canh Tý là số 2, 5, 8, 9. Con số không hợp với tuổi Canh Tý là số 3, 4. Sự nghiệp tuổi Canh Tý. Canh Tý rất phù hợp với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, luật pháp. Một số khác có duyên với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quản lý kho tàng, ngân sách tài chính, có thể phát huy được hết sở trường ưu thế của họ. Những người tuổi Canh Tý nên theo lĩnh vực kinh doanh, duyên bán hàng rất tốt, đặc biệt là tuổi Canh Tý, vì tuổi này phúc lớn, có lộc cách, lại có đào hoa nên duyên kinh doanh, quan hệ khách hàng tốt. Về tiền bạc, Canh Tý ở mức khá giả trở lên. Riêng tuổi Canh Tý dễ có cơ hội phát tài. Nghề nghiệp hợp với nữ tuổi Canh Tý như quản lý kho hàng, quản lý tài chính, chăm sóc y tế sức khỏe. Với nét duyên ngầm của tuổi này thì nữ sinh Canh Tý hợp kinh doanh. Bản thân nam Canh Tý có tính cách rất can đảm, kiên cường, sống rất quy củ và hết mình cống hiến cho công việc và nước nhà. Nên nam Canh Tý nên làm các nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bảo vệ đất nước. Ngoài ra các nghề về kiến trúc, xây dựng sẽ là một ưu thế của họ. Nếu theo các nghề này thì tương lai họ sẽ trở thành một kỹ sư, chiến sĩ công an giỏi. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Tiếp theo là về tổng quan vận trình tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 11 năm 2024, âm lịch như sau. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí, Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết, đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa bản chất của Tiết Đồng Chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm Tiết Đồng Chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Đầu tiên là xét về phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tý đầu tháng 11 âm lịch, sự nghiệp được cải thiện, thiên tài tinh được ủng hộ, sự nghiệp tiến triển khả quan. Bạn có lòng nhiệt tình với công việc, đức tính tốt bụng, nên sẽ có nhiều quý nhân tương trợ, sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ với công việc tìm đến bạn. Bởi vì tài tinh đem tới lòng nhiệt thành vô bờ bến đối với công việc, dễ dàng, tay trắng tạo nên cơ đồ, có điểm trở thành nhân vật xuất chúng trong công việc tháng này. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp gặp vượng, người này có kiếp tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận công việc tương đối là thuận lợi trong tháng. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Đầu tháng Giáp Tý âm lịch, vận tài lộc của Canh Tý có sự che chở từ thiên tài tinh. Người tuổi này có con mắt tinh tường của một nhà kinh doanh tài ba. Bạn biết thứ gì có thể đem lại lợi nhuận nhất, bạn cũng biết đâu là thời cơ vàng để gia tăng túi tiền của mình, đồng thời cũng có lá gan mạnh mẽ để nắm lấy cơ hội phát tài cho mình. Kiếp tài trong tứ trụ luận đại diện cho người Canh Tý, có thể thấy vận tài chính của bản mệnh tháng này sẽ có nhiều cơ hội lớn.
có thể một khoản làm ăn đầu tư lớn nào đó được người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp mang đến. Vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ trong tháng này. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Lúc này, chuyện tình cảm thuận hòa, người có thiên tài tọa mệnh là người khá năng động và giàu lòng nghĩa hiệp, hay giúp đỡ và chăm sóc người khác, nên được mọi người yêu quý. Bạn là mẫu người hoạt bát, giỏi đường ăn nói, nên người độc thân thì nhân duyên dưỡng, người có gia đình thì đem đến không khí sôi động hơn trong nhà. Vào cuối tháng, kiếp tài tọa dượng địa, e là người này thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãng, tự mình gây ra tranh cãi với người thân và bạn bè. Tình cảm bất ổn do chính bạn không làm chủ được cảm giác của mình. Về mặt tinh tú, cũng may là bản mệnh có thái âm tọa mệnh, lại lâm dưỡng khí nên khá tốt. Thái âm mang tới tính cách tích cực, thẳng thắn, sẵn sàng đốt cháy chính mình để cống hiến cho công việc, hay tiền bạc và ngũ hành cung mạng được ủng hộ, nên bạn có tinh thần lạc quan nhất trong tim. Và đặc biệt, thái âm là tinh tú ghét sự cô đơn, nên trong công việc và chuyện kiếm tiền, mạng chủ cần có sự hợp tác, dung hòa với đội ngũ, đồng nghiệp, thì bản thân mới phát huy được hết tài năng vốn có. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, cơ thể sẽ đổ mồ hôi, hào khí thương tân, nên hãy ưu tiên các thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc thô, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm nhiều dầu mỡ và gia vị cay nóng như hành, tỏi, tiêu, ớt. Một số thực phẩm có tác dụng hạ nhiệt tốt cho tiêu hóa có thể kể đến như là mướp đắng, cà chua, dưa leo hoặc măng tây, dâu tây. Đặc biệt, quý bà đang trong thời kỳ mãn kinh hoặc vừa ốm dậy thì không nên tiêu thụ thực phẩm có tính hàn để phòng ngừa phát sinh bệnh tật. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp về vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 11 âm lịch. Đầu tiên, tử vi tuần 1, tuổi Canh Tý 1960. Thiên tài phù trợ, giúp cho công việc của người tuổi Canh Tý tiến triển suôn sẻ, kinh nghiệm và bản lĩnh, giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng, giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa, còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác. Đáng tiếc, trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương khắc nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dùng toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất. Song đào hoa dượng nên tinh thần của bản mệnh những ngày này luôn phơi phới. Canh Tý nên nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác để thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn ở bên mình. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường 8, cà phê, quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Sửu. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tý 1960. Theo tử vi tuần của 12 con giáp, thiên tài xuất hiện là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm. Nguyệt lệnh sinh cho thấy thời gian này bản mệnh là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ Thân, Thìn, Hợi. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tý 1960. Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Canh Tý phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt trong tuần này. Bạn nên cẩn thận trong công việc, chớ nên lơ là để mắc vào bẫy của đối thủ, khiến công sức đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc. Dù tình huống có rắc rối như thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để bạn tiến bộ,
Nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cũng như là mình cần khắc phục những điểm yếu nào. Chính tài dượng cho thấy tình hình tài chính trong tuần khá là khả quan. Đây là điểm đáng mừng cho con giáp trong tuần. Kiếp tài cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn nhé. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Trửu, Thân, Dần. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tý 1960. Cục diện tương hại thái tuế gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Canh Tý. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa. Bởi điềm báo trong tuần có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện, bạn không nên phụ thuộc vào ai và chủ động hơn trong mọi việc. May mắn là có thái âm cát tinh trợ mệnh, nên quý chủ Canh Tý vẫn có thể giữ được thế chủ động, tài chính không có biến động nhiều, cũng không mấy bị ảnh hưởng do tương hại gây ra. Nói chung, đây là một điểm sáng trong tuần cuối tháng này. Khi về nhà bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc. Đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, xanh nước biển, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Thìn. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Canh Tý sinh năm 1960, chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025. Đầu tiên là nam mạng tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Gặp hung tinh Thổ Tú, trong năm 2024, trồng trọt chăn nuôi có thể gặp trở ngại, các mối quan hệ xã giao thiếu hài hòa, có thể miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Ngũ Mộ. Hạn này chủ yếu gây hao tài và bất an về tinh thần. Tuổi Canh Tý nam mạng không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tý 2024, nam mạng Canh Tý sinh năm 1960 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, gia đạo khá hài hòa, đón tin vui về con cháu trong nhà. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn Ngũ Mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm.
Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng tuổi Canh Tý sinh năm 1960, theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Năm có trung tinh Dân Hán chiếu, báo hiệu công việc, cuộc sống ở mức trung bình. Đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Hạn này chủ yếu gây hao tài và bất an về tinh thần. Tuổi Canh Tý nữ mạng không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, nữ mạng Canh Tý sinh năm 1960 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, gia đạo khá hài hòa, đón tin vui về con cháu trong nhà. Quá giải vận hạn. Quá giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách quá giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cổ nhân với kinh nghiệm sống ngàn đời của mình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng người không quản được miệng thì khó an phận thủ thường, thường tự rước họa vào thân, cuối cùng thì những muộn phiền, chuyện đau lòng của cuộc sống này chủ yếu từ việc một ai đó chê bai, nhận xét hay xì xào nói xấu về ta. Thế nên, nếu không có những lời đó thì cuộc sống của ai cũng đều trở nên an nhiên. Có thể nói, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này cũng mang theo một tâm sự nào đó và đó là điểm yếu của họ. Thứ bản thân đang canh cánh lo âu trong lòng càng khiến họ khó có thể giữ kín. Thế mà chuyện tưởng là bí mật, khi tiết lộ cho một người thì sau đó ai cũng biết. Với một người tự biết cân bằng, ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình thì luôn có được nội tâm mạnh mẽ. Nhờ biết giữ miệng mà họ có được cuộc sống an nhiên. Hơn nữa khi miệng lưỡi thế gian cố tình làm tổn thương ta, khiến ta muộn phiền, thì chỉ có cách phải bình tĩnh, tự chủ trở lại, tránh nổi nóng, cần tránh thêm dầu vào lửa khi vội phản ứng gay gắt với đối phương. Trái lại, nếu ta biết nói lời bình tĩnh, có tình có lý, kèm theo chứng cứ cụ thể, sẽ có sức mạnh thuyết phục người nghe, giúp xóa bỏ thù hận, hóa giải xung đột và mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024.
của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.